hướng mẹ. Mẹ, mẹ. Mẹ. Mẹ à, mẹ đã rời con hơn 20 năm rồi. Con thật muốn gặp mẹ. Không biết bây giờ mẹ thế nào, là ở trên trời hay địa ngục, hay là chuyển sanh làm người rồi. À mẹ. Con à. Mẹ. Con à, 25 năm rồi, hôm nay mới được gặp lại con. Tại sao mẹ lại lạc bước đến nơi này? Một lời có nói hết. Mẹ à, chúng ta qua bên kia kiếm nước uống đi. Vô dụng thôi, mẹ không phải uống. Mẹ à, con cõng mẹ đi nha. Sao mà ngay cả nước mẹ cũng không có thể uống được vậy? Lẽ nào mẹ đã đọa lạc vào đường ngạ quỷ? Con à, có chuyện con chưa biết. Kiếp trước khi mẹ còn là người, vào một buổi sáng nọ, ngay giữa trưa, ngay giữa trưa ai đến gõ cửa vậy? Thí chủ từ bi, xin bà có thể cho tôi một chút nước để uống không? Ngay cả tôi còn không có nước uống, một hớp nước cũng không được sao? Tôi chỉ còn một giọt thôi. Một giọt cũng được, một giọt cũng không có. Đi đi đi, đi đến nơi khác xin đi. Mặt trời gắt thế này, nếu đứng thêm chút nữa tôi sẽ ngất đấy. Vậy có cách nào hóa giải không? Có. Xin mẹ hãy mau nói. Chỉ cần con dùng bình nước chứa đầy nước sạch, bỏ thêm một cành dương liễu vào trong nước, dùng công đức tu hành của con gia trì vào đó, lại đem nước trong bình dương liễu này cúng dường cho chúng tỳ khưu uống thì sẽ được. Con à, thật là ngon quá. Mẹ à, mẹ ăn từ từ thôi. Rốt cuộc tội lỗi của ta nặng đến đâu mà phải chịu những báo ứng như thế này. Mẹ à, lúc mẹ còn làm người, thường qua lại với những người không biết phép tắc, ngu muội, vô minh, không biết xử lý, tính tình keo kiệt, tham lam, những thứ không thuộc về mình, cho nên mới có quả báo như vậy. 25 năm trước. Trân trọng, nhanh, ăn lúc còn nóng đi. Hôm nay mẹ nhặt được đó, còn xem củ khoai to chưa nè. Không biết ai vô ý đánh rơi để cho mẹ nhặt được. Mẹ, mẹ, đừng có lúc nào cũng tham lam những thứ nhỏ nhặt. Con là con nít biết gì chứ, cũng đâu phải ăn cắp đâu. Mẹ, con đi xem thử. Ai đó? Người đến hóa duyên. Hóa duyên cái gì? Ông còn không mau đi. Tôi thà đem thức ăn đổ đi cũng không cho mấy tên hòa thượng không chịu làm việc chỉ muốn ăn uống của người khác.
Nếu có thể lấy đồ ăn thức uống, đồ nằm, thuốc men, cúng dường chúng tăng mười phương, mượn sức cộng tu thanh tịnh của chúng tăng mười phương, cho đến sức mạnh của công đức hồi hướng, có thể khiến cho người cúng dường như cha mẹ bảy đời đã mất, thân bằng quyến thuộc xa rời ba đường ác, cha mẹ hiện đời và bản thân người cúng dường cũng được sống lâu khỏe mạnh, ngày đêm may mắn, thức ăn và quần áo tự nhiên đầy đủ, thân tâm an lạc.